chào tất cả các mẹ, hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Hãy để Kids Plaza giúp bạn. Tất cả các bậc làm cha làm mẹ đều mong muốn con yêu của mình có một sức khỏe tốt nhất, được học tập cũng như phát triển một cách toàn diện. Ngoài việc chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ thì việc bổ sung các loại vitamin và khoáng chất là rất cần thiết. Các loại vitamin, khoáng chất đây là một trong những thành phần cần thiết cho sự phát triển của trẻ, giúp cho trẻ có một sức khỏe tốt hơn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu tới các mẹ sản phẩm ChildLife Vitamin. Đây là một sản phẩm giúp hỗ trợ bổ sung vitamin và khoáng chất với liều lượng phù hợp, thích hợp với trẻ, giúp cho trẻ tăng sức đề kháng cũng như là phát triển thể lực trí não một cách tốt nhất, giúp cho trẻ có được một sức khỏe tốt nhất. Sản phẩm này được sản xuất từ các thành phần có nguồn gốc thiên nhiên nên các mẹ có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của trẻ. Ngoài ra, sản phẩm có hương vị xoài, cam sẽ hấp dẫn trẻ vô cùng, sẽ khiến trẻ thích thú khi uống sản phẩm này. Với sản phẩm ChildLife Vitamin, các mẹ có thể sử dụng cho bé hàng ngày và tốt nhất là các mẹ nên cho bé uống vào buổi sáng để bé có thể hấp thụ một cách tốt hơn. Sản phẩm cũng không chứa chất độc hại, chất bảo quản cũng như là chất tạo màu nên rất an toàn cho sức khỏe của trẻ. Sản phẩm Vitamin ChildLife có thể sử dụng được cho các trẻ từ 6 tháng tuổi đến 12 tuổi. Với mỗi trẻ ở độ tuổi khác nhau thì sẽ có liều lượng sử dụng khác nhau. Với các trẻ từ 6 tháng tuổi đến 1 tuổi thì có thể sử dụng một thìa cà phê tương đương với 5 ml trên ngày. Ngoài ra, trẻ từ 1 đến 4 tuổi thì các mẹ có thể sử dụng từ 5 đến 10 ml trên ngày ạ. Với những trẻ từ 4 đến 6 tuổi thì có thể sử dụng từ 10 đến 15 ml trên ngày. Còn những trẻ từ 9 đến 12 tuổi thì sử dụng 30 ml trên ngày. Các mẹ lưu ý là khi sử dụng sản phẩm này thì nên lắc đều trước khi sử dụng và có thể kết hợp thêm nước hoa quả hoặc là pha với nước để các bé có thể dễ uống hơn. Sản phẩm này các mẹ lưu ý sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc ạ. Trên đây tôi đã giới thiệu về sản phẩm này cũng như là hướng dẫn các mẹ cách sử dụng. Mọi thắc mắc các mẹ có thể truy cập vào website KidsPlaza.vn hoặc liên hệ với số hotline 1900 6090 để được tư vấn, hỗ trợ và đặt hàng một cách tốt nhất. KidsPlaza xin cảm ơn.